Radio Goja Imas Nihon Desu. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hòa à, nơi chia sẻ những điều thú vị cuộc sống. Cũng khá lâu rồi Hòa chưa có ra video clip mới kể từ khi mà cái chuyến Lào hoặc là chuyến camping ở suối La Ngâu. Vì thời gian gần đây Hòa khá là bận rộn, chưa có một cái chuyến hành trình nào thú vị cả. Thì hôm nay có một cái chuyến hành trình cũng khá là thú vị. Nếu quý vị mà có đọc tiêu đề thì có thể biết Hòa đi đâu rồi đúng không? Và câu chào vừa rồi cũng là câu chào buổi sáng tại đất nước Nhật Bản Hòa dành cho tất cả mọi người. Đây là một trong những đất nước mà Hòa rất là yêu thích. Nếu mà các bạn có xem những cái chuyến châu Âu của Hòa vừa rồi thì Hòa có nói là một nước mà hồi nhỏ Hòa yêu thích đó chính là Paris. Thì Nhật Bản cũng là một trong những đất nước mà Hòa yêu thích nha mọi người. Và rất là lâu rồi thì bây giờ Hòa mới thực hiện được cái chuyến hành trình khám phá đất nước Nhật Bản của mình. Mọi người có thấy phía sau Hòa là một cái tháp màu đỏ này không? Đó chính là tháp Kobe hay còn gọi là tháp Vĩ Nhân. Đây là một trong những cái cảng Kobe đó mọi người. Nếu mà mọi người đến với nước Nhật thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều cảng. Vì nước Nhật được bao bọc bởi rất là nhiều biển, đặc biệt là Osaka và Kobe. Đây chính là khu phố Kobe nha mọi người. Khi mà mọi người đến đây thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều hàng quán bán bò Kobe. Vì thành phố Kobe là một trong những cái nơi rất là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn, chứ không phải Nhật. Với cái giá trị của thịt bò vô cùng ngon. Nếu mọi người có đến với Kobe thì mọi người sẽ phải thưởng thức bò Kobe nha. Bò Kobe thì có chia rất là nhiều loại, từ A1 đến A5. A5 là mắc nhất. Bây giờ thì Hòa đã đến với Kobe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái quán để thưởng thức bò Kobe như thế nào nha. Để có những con bò Kobe tươi ngon để đến với các khách trên toàn thế giới thì Nhật Bản, đặc biệt là khu Kobe này, phải nuôi bò một cách gọi là nghiêm ngặt đó mọi người. Nào là cho nghe nhạc nè, uống sữa nè, rồi cả có uống bia nữa mọi người. Và theo dõi tình trạng của sức khỏe của bò như thế nào. Và sau khi mà bò đến lúc mà chúng ta có thể là đến với cái tay thực khách thì thịt bò sẽ được phân loại từ A1 đến A5 tùy vào cái chất lượng của thịt bò. Sau khi ăn bò Kobe khá là ngon mềm mịn thì bây giờ chúng ta sẽ đi uống rượu sake nha mọi người. Ở thành phố Kobe này thì cũng khá một địa điểm rất là nổi tiếng, đó chính là cái bảo tàng rượu sake này đây. Bây giờ chúng ta hãy vào xem coi rượu sake chế biến như thế nào nhé. Đây chính là bảo tàng rượu sake nha mọi người. Người ta sẽ làm cái mô hình đó. Cái này nó giống như là người ta ấy gạo nè, bỏ vô đây để ủ. Rượu sake là một trong những rượu rất là truyền thống, rất nổi tiếng của người Nhật. Gạo sau khi mà đã phơi thì xong bỏ đây, bắt đầu người ta quấy. Không biết mọi người sao chứ Hòa thấy cái này Hòa cảm giác nó giống như là, mọi người thấy giống như làm nước mắm ở Phú Quốc không mọi người? Đó, cũng sẽ những cái thùng gỗ lớn như vậy nè. Nhưng mà thay vào đó là ở đây người ta làm rượu, một loại rượu sake vô cùng nổi tiếng của người Nhật. Đây chính là một số cái dụng cụ để làm nên rượu sake. Nhưng mà tất cả là bằng tiếng Nhật nha, không có tiếng Anh để mọi người hiểu đâu. Nếu mà muốn biết tiếng Anh thì có thể quét mã QR để translate ra. Chứ còn tại thực tế thì hoàn toàn là bằng tiếng Nhật hết. Đây là một trong những cái sản phẩm đã hoàn thành rồi, mọi người sẽ đóng nó lại nè. Công đoạn này có là công đoạn cuối cùng mà. Ôi, mà tắt không á. Ê, ngon nha. Rồi, điểm đến tiếp theo tại Osaka đó chính là một địa danh vô cùng nổi tiếng của
thành phố này, đó chính là thành cổ Osaka. Bây giờ thì Hòa mới tới ở đây để thôi. Mọi người có thể thấy phía sau Hòa rất là nhiều cái hàng cây. Nơi đây cũng chính là nơi mà ngắm hoa sakura đẹp nhất của thành phố Osaka nha mọi người. Vào mùa thu thì cái hai cái hàng cây này nó cũng sẽ vàng và đỏ. Nhưng mà vì mùa thu năm nay nó đến trễ và không khí lạnh nó cũng đến trễ. Mặc cái áo này thôi chứ thật ra là không khí không có lạnh lắm đâu mọi người. Nên mọi người có thể thấy là hàng cây ở đây nó không có đỏ như mong muốn nha. Đây mọi người thấy phía sau Hòa là cái cung điện Osaka không? Đây là một trong những cái cung điện xảy ra rất là nhiều biến cố trong lịch sử. Nó được xây dựng cũng khá là lâu nhưng sau đó lại cũng bị tàn phá rất là nhiều lần. Trời ơi, quá trời hàng quán mọi người, thấy không? Đây là một con đường khá là dài. Đây nha mọi người, đây chính là khu phố Shinsai Bashi Sushi. Không biết đọc đúng không nha. Đây là một trong những cái khu phố cực kỳ gọi là đông đúc luôn, mọi người có thể thấy nè. Trời ơi, đông ơi là đông nữa mọi người. Vừa là du khách mà vừa là người Nhật nữa. Nơi đây tập trung rất là nhiều hàng quán, từ cái cửa hàng buôn bán mỹ phẩm rồi đến quán ăn, rồi cả có một cái khu gọi là khu đỏ đỏ đó nha mọi người. Để khám phá cái khu này chắc Hoàng nghĩ là mất một ngày trời đó. Bây giờ là giờ chiều rồi, không có thời gian nhiều thì chúng ta đi vòng quanh coi nơi đây thế nào nha. Nước Nhật thì mặt bằng chung là rất là sạch nha mọi người. Nhưng mà một cái khu mà đông như thế này thì rác thì vẫn có rác nha. Một phần là Hoàng nghĩ cũng là do khách du lịch, và một phần khác là mọi người biết sao, hoàn toàn không có một cái thùng rác nào cả. Ở Nhật mà khi mọi người đi tắm onsen thì mọi người phải hỏi là mọi người có hình xăm thì có được vô không nha. Những cái tắm onsen công cộng này thì nó ghi là theo hình xăm thì ok. Hôm nãy khi Hoài có hỏi rồi thì nó đồng ý và chấp nhận cho chúng ta vào. Khi mà vào rồi thấy sẽ rất là nhiều người xăm hình đầy mình luôn đó mọi người. Vào buổi sáng thứ hai tại Nhật, hiện tại thì Hòa đang ở một cái nhà ga Shinkansen của Osaka nha mọi người. Và đợt này Hòa sẽ thử nghiệm từ Osaka để đến với Kyoto, một chặng đường ngắn thôi, để đi tàu Shinkansen. Đây là tàu siêu tốc vô cùng nổi tiếng tại Nhật, với tốc độ lên tới 300 cây số trên một giờ đó mọi người. Tuyến Shinkansen này được xây dựng từ năm 1964. Đó, mọi người thấy không, ga Shinkansen khá là đông luôn. Đây là buổi sáng người du khách du lịch. Shinkansen thì thường thường được người Nhật sử dụng để đi từ tỉnh này đến tỉnh kia là chính nha mọi người. Và nếu mà đi trong thành phố thì sẽ có một cái tuyến metro khác. Mọi người thấy không? Rất là nhiều luôn. Trong một cái trạm này nó rất là nhiều cái đường line luôn. Shinkansen, subway, expressway nữa. Vô cùng đông luôn. Đây là cái giờ mọi người đi làm từ Osaka đi tất cả các tỉnh hoặc là đi những cái đường line khác. Mọi người thấy ở đây có rất là nhiều đường line không? Để đến Nhật lần đầu tiên chắc mọi người sẽ bị gọi là hoang mang luôn, không biết nơi đây là nơi nào luôn, đi bằng cách nào luôn. Đây là nơi bán vé Shinkansen của Ticket nè. Đi qua đây nha. Shinkansen khi mà dịch ra tiếng Việt có nghĩa là một cái tuyến đường mới đó mọi người. Cái tuyến đường này được xây dựng từ năm 1964 rồi và phát triển đến tận bây giờ.
Đây là một trong những cái tàu siêu tốc vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới luôn á, chạy với tốc độ khoảng 300 cây số một giờ. Và hiện tại thì có những cái tuyến bây giờ đang được nghiên cứu là có thể chạy lên 600 đến 700 cây số một giờ. Đây nha mọi người, đây chính là một cái vé từ Osaka đến Kyoto với giá vé là 1.450 yên, đi một chặng ngắn thôi để trải nghiệm như thế nào. Tàu Shinkansen ở đây là một cái tàu mà khá là đẹp, tí nữa tàu tới họ sẽ quay cho mọi người xem. Nó giống như cái tàu mà đợt vừa rồi họ đi Lào á, nhưng mà nghe nói nó còn đẹp và tốc độ thì dĩ nhiên nó phải nhanh hơn rồi, gần 300 cây số một giờ mà mọi người. Tàu Shinkansen ngoài việc là nổi tiếng về cái tốc độ là 300 cây số một giờ thì nổi tiếng thứ hai đó chính là vô cùng đúng giờ nha mọi người. Thống kê là từ lúc mà ra mắt đến bây giờ thì thật ra chỉ có một vài lần là trễ thôi, nhưng mà thật ra tổng số lần trễ thì chắc có phải vài phút thôi mọi người, 1 đến 2 phút gì đó. Nên mà mọi người đi Shinkansen mà mua vé, mà nếu mà mua vé trước thì mọi người phải đi đúng giờ nha, chứ không bao giờ mà tàu đợi người đâu, còn không thôi là mọi người phải đợi chuyến khác. Đây, tôi quay cho mọi người xem một chiếc tàu Shinkansen đang đậu nha. Thấy trên hình rất là nhiều rồi, bây giờ mới thấy Shinkansen của Nhật Bản. Một chiếc tàu màu trắng hòa cái đầu, mọi người thấy không? Thiết kế như vậy để khí động học, để có thể tàu đi vô cùng nhanh đó. Rồi sau khi mọi người ra khỏi trạm thì cũng giống như metro vậy đó, mọi người sẽ bỏ cái vé này vào ha, để cho nó giữ lại và nút luôn nha. Đây, rồi chúng ta đã ra khỏi trạm của Kyoto rồi. Theo Hòa được biết thì nhà ga Kyoto này là một trong những nhà ga đầu tiên của tuyến Shinkansen đó mọi người, và được biết là một trong những cái nhà ga lớn nhất của nước Nhật luôn. Mọi người nhìn phía sau Hòa ha. Khi mà lên khỏi nhà ga thì mọi người có thể chọn rất là nhiều phương tiện để nối chuyến ha. Ở đây họ thấy có một cái xe bus sightseeing nè, mà tạm thời bây giờ không có thấy cái xe đâu hết, mà đây là một trạm thì mọi người có thể nghiên cứu thử đi cái này ha. Đây là cái giá của ngôi chùa nổi tiếng nha mọi người, đường đi lên ngôi chùa nổi tiếng, chùa Thanh Thủy, mọi người thấy không, rất đông. Và theo mọi người nói đây là chính là con đường cắm dỗ. Cắm đường cắm dỗ vì sao? Vì bán rất là nhiều đồ ăn, cũng như bán rất là nhiều đồ ăn, đồ lưu niệm. Nên mà nếu mà mọi người không vững tâm thì mọi người đi mà tới đây ghé một tiệm một chút đã hết tốn thời gian rồi. Đó, mọi người thấy rất đông không? Để vào ngôi chùa Kiyomizu thì mọi người phải mua vé nha. Đây là chiếc vé, giá vé người lớn là 400 yên, con nít là 200 yên. Đó, các bạn thấy không? Du khách cũng như là các bạn thiếu niên người Nhật mặc kimono rất là nhiều. Nữ thì mặc khá là kỳ công, còn nam thì mặc đơn giản hơn. Nhìn xanh mát mọi người ha. Không biết là mọi người thấy sao chứ họ thấy ở Nhật thì cái cây nó cũng đẹp nữa. Ồ, đây là cây lá phong nè mọi người thấy không? Tuy là chưa có lá vàng nhưng mà nhìn màu xanh cũng mát mắt ghê. Đây, góc này mọi người sẽ thấy được cái cột trụ chống ngôi chùa Thanh Thủy này mọi người ha. Là 139 cái cột như vậy. Nhưng mọi người thấy không? Hoàn toàn là bằng cái kè để dựng lên, chứ hoàn toàn không có một cái đinh nào để xây dựng nên cái ngôi chùa này. Đây chính là ba ngọn suối thiêng của ngôi chùa Thanh Thủy. Người Nhật rất là tin tưởng vào ba ngọn suối này. Mỗi một ngọn suối sẽ tượng trưng cho một điều may mắn, đó chính là phúc nè, tình duyên nè,
cũng như là sự nghiệp nữa. Nếu mọi người mà muốn cầu cái gì thì mọi người cứ rót cái đó và sử dụng ha. Xin chào mọi người và tiếp tục chuyến hành trình khám phá Kyoto. Đó chính là một ngôi chùa gọi là chùa vàng nha mọi người. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại Kyoto. Sau khi mà chúng ta đã đi với cái chùa Thanh Thủy thì bây giờ Hà đã đến cái cổng chùa của chùa vàng này rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào khuôn viên đó nha. Đây, mọi người biết đây là gì không? Đây chính là chiếc vé và đây cũng chính là một cái bù bình an cho mọi người luôn đó. Nên khi mọi người đi vào chùa vàng này thì sẽ mua vé. Vé người lớn là 500 yên nha mọi người. Nhìn y chang một cái bùa luôn. Nếu mọi người có giữ lại để giữ bình an cho gia đình thì có thể giữ lại tấm vé này ha. Bên cạnh chùa vàng thì có những cái ngôi chùa, cái này không biết là ngôi chùa hay là ngôi nhà nữa, độc chất Nhật Bản luôn, rất là đẹp mọi người ha. Đó, cái nơi này thì không được đến vào tham quan. Sau khi rời thành phố Kyoto để đến với Nagoya thì trên đường đi thì chúng ta sẽ ghé một cái trạm dừng chân. Nghe nói đây là một cái trạm dừng chân vô cùng đẹp và tiện nghi á mọi người. Để vào xem coi như thế nào ha. Đó, mọi người thấy cái nhà vệ sinh không? Ở bên trong rất là tiện nghi luôn mọi người. Đây là có thể nói là một trong những cái nhà vệ sinh mà tiện nghi nhất mà họ đã từng thấy. Rồi bây giờ chúng ta vào bên trong, đây cũng sẽ có một bàn đồ ăn. Coi là thế nào ha. Đây, thành phố Nagoya nha mọi người. Thành phố này vô cùng là hiện đại luôn đó. Nãy giờ thì nguyên một chuyến này thì đi Osaka thì họ thấy nó không hiện đại bằng đâu. Có thể nói là Nagoya nó hiện đại hơn. Mọi người có thấy những cái tòa nhà này không? Đèn sáng rực không? Mọi người biết đó là gì không? Đó chính là cái văn phòng mà mọi người đang làm việc á. Người Nhật thì làm việc thì hết việc mới về nha mọi người. Và họ tăng ca là chuyện rất là thường Nhật luôn á. Không phải là đi làm 7-8 tiếng mà đi về đâu. Có thể là họ làm tới 8-9 giờ hoặc là một ngày họ sẽ phải làm tới mười mấy tiếng. Tính theo bình quân á, thì mọi người Nhật thì họ có thể làm tới 70-80 tiếng một tuần luôn đó mọi người. Đó mọi người thấy không? Nhưng mà bù lại thì họ sẽ được
trả tiền tăng ca rất là nhiều. Tuy nhiên với cái áp lực mà đi làm nhiều như vậy thì mọi người có thể thấy là họ sẽ làm rất là cực lực, họ thiếu ngủ rất là nhiều. Và thống kê gần đây nhất thì Nhật Bản là một trong những cái đất nước mà thiếu ngủ đến gần nửa dân số luôn đó mọi người. Và kèm theo đó là sẽ rất là nhiều cái bệnh trầm cảm. Đây là bên trong của nhà ga Nagoya nha mọi người. Bây giờ là buổi tối rồi nhưng mà rất là đông luôn. Khám phá một cái line gọi là line metro trong khu. Nhưng mà mọi người thấy không? Có tiếng Anh nhưng mà cái bản đồ này là tiếng Nhật hết luôn á. Không biết là đi đâu thì luôn. Có tiếng Anh không? Có thể mua được nhưng mà không biết là mình sẽ đi đâu và cái trạm đó là như thế nào, tại vì toàn bộ bản đồ tiếng Nhật hết. Một cái điều mà gọi là kinh khủng ở Nhật đó mọi người biết là gì không? Đó chính là ngoài cái việc là không có tiếng Anh trên bảng hiệu thì các cái nhân viên bán vé thì họ cũng không biết nói tiếng Anh nha mọi người, nên vô cùng rất là khó khăn đó. Mọi người phải có Google Translate hoặc là cái Apple Translate á, mọi người bấm vô hình ảnh để chọn coi nó dịch nó là cái gì rồi mọi người tự mò thôi. Rồi nãy giờ vật lộn tắm thì mới tìm ra được cái line này để đi á mọi người. Định muốn trải nghiệm thử một cái line này nó như thế nào, đi một chặng thôi. Đi tìm cái line Metatsu gì nè. Cái line này như ra luôn cả sân bay luôn. Thì mọi người mà có muốn đi ra sân bay thì có thể đi cái line này ha. Rồi, mà đi trải nghiệm cái tuyến này nha mọi người. Vé một chặng mà gần đây nhất đó là 170 yên, là vé rẻ nhất luôn đó. Và đang ở Metatsu Nagoya. Sẽ đi tới cái Sando này nha mọi người. Đó. Nhìn chung thì nó sẽ giống như các phương tiện metro khác không, nhưng mà do là nó dày đặc quá nên mọi người sẽ rất khó tìm tuyến. Bên nào nhớ bỏ vô lấy ra nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử coi. Ta nghĩ nó sẽ giống như là các nước khác thôi. Bây giờ chủ yếu là chúng ta phải tìm cái đường line đi cho đúng nè. Đây nha mọi người, hồi mới đọc được cái bản thông tin để mọi người đi metro và cũng không biết đúng không. Tạm thời thì chưa lên tàu nhưng mà nghĩ là đúng. Đó mọi người thấy không? Mà đang ở cái Metatsu gì nè, mà muốn đi Sanko thì thứ nhất là mà phải chọn được cái hướng đi, cái hướng cuối cùng là Gifu. Cái thứ hai là mọi người còn phải coi tất cả các loại tàu trên đây nữa nha mọi người. Đó, có mỗi một cái chấm như vậy thì nó sẽ dừng ở cái trạm đó. Ví dụ trạm của Hòa ở Sanko thì chỉ có 3 line thôi, đó chính là line xanh nè, xanh lá nè và xe đen nè. Mọi người thấy cái bản thông tin là cái line tàu nào nó tới thì mình mới lên được, chứ không phải là cùng cái đường ray đó nhưng mà rất là nhiều loại tàu nha mọi người. Mọi người cứ đừng có tưởng là như một cái metro khác, mọi người tới nơi rồi mọi người tự lên tàu là sẽ tới thôi nha. Đó, nhưng mọi người đi line đỏ này nè thì hoàn toàn đâu có ghé được cái trạm Sanko này đâu. Đó, đó là cái cách mà họ tìm hiểu thôi. Mà tí họ lên tàu thử coi nó có đúng như mình nghĩ không nha. Rồi, sau khi mọi người đã xác định cái line màu của mọi người đi trên cái tuyến này là line nào, mọi người thấy không, ở dưới đất đó nó sẽ có cái màu tương ứng. Đó, chúng ta cứ xếp hàng đúng cái màu đó, tàu nó tới. Nếu mà tàu nó xanh lá thì chúng ta đi, còn mấy cái tàu đỏ thì chúng ta xếp hàng bên line bên đó. Đây là một cái đường phố ở bên trong của Nagoya, mọi người thấy nó tối om không? Khoảng hoè không một bóng người. Mới có 8 giờ mấy thôi nha mọi người. Giống như đi Đức vậy đó. Đi như là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng vậy đó. Bây giờ mới có 8 giờ mấy tối. Đó, mọi người thấy không? Bến xe ở đây là giá tiền 24 tiếng 600 yên. Này 40 phút là 200 yên. Đó, ra vùng rìa của Nagoya thì bạn thấy không? Không hoài không hết. Đang đợi tàu nha mọi người. Bây giờ là khoảng 10 giờ mấy mà cái nhà ga này nó vắng hoài không hết luôn. Ủa, thấy không? Không ai hết. Như Hoa nói đó, tàu thì mọi người còn phải coi một cái line như vậy, nó có rất là nhiều loại tàu. Mọi người phải coi kỹ nha. Và cái hôm nãy mà Hoa chia sẻ thì nó hoàn toàn đúng rồi đó.
chia tay với thành phố Nagoya, sáng mai Hòa sẽ tiếp tục chuyến hành trình đến với vùng núi Phú Sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa thu của núi Phú Sĩ, khám phá thủ đô Tokyo vô cùng nhộn nhịp. Nhưng trước tiên, nếu quý vị và các bạn yêu thích video này, xin đừng ngần ngại bấm like, subscribe cũng như follow kênh Hòa à, để Hòa có thêm nhiều động lực cho những video tiếp theo. Còn đến đây, xin chào và hẹn gặp lại.